Mở đầu clip ngày hôm nay là video chiếc xe Mercedes tự lùi khi nữ tài xế đánh lái bị vướng vào góc tường và phải xuống dọn đường cho xe đi. Cụ thể, mặc dù lối ra khá rộng, nhưng do đánh lái sát gần góc tường bên phải và bị vướng, nữ tài xế phải xuống xe để dọn đường cho xe đi. Sau khi di chuyển được chướng ngại vật, thì chiếc Mercedes tự lùi xuống đường. Mặc dù đuổi theo, nhưng nữ tài xế vẫn không thể khống chế được chiếc xe ô tô. Ôi trời ơi! Đúng là không phải cuộc gặp gỡ tình cờ nào cũng là định mệnh. Hơi ẩu rồi đấy người anh em. Cũng may chị gái này chạy chậm, chứ không lại xin là xin vĩnh biệt cũ luôn. Đường quốc lộ mà làm như đường nhà bác xây thì này thì hỏng. Đường bây giờ đường vắng không em, đường ngoài kia. Oh no! Úi xùi, liều đấy. Vừa bế con vừa solo với mẹ thiên nhiên kiểu này thì đúng là chất chơi người dơi. Tìm lại mẹ yêu nơi làng quê, tháng năm ngóng chờ mong người con đã lâu lắm rồi. Hả? Trời ơi! Thôi thì chuyện cũng đã rồi, giờ có khóc với sầu cũng có được gì đâu các anh em nhờ. Lạc quan một cách vô tri như thế này có khi lại hay. Không còn con sông, nước dâng tràn lên bãi bờ. Ai ơi mà. Quả vòi hoa sen chất đấy. Kiểu này mà tắm thì da chết có mà nối đuôi nhau đi hết. Lỡ về ngu có một tí mà giờ bị xịt có khác gì rửa xe không? Nhục lắm rồi đấy nha. Ma cúp Lost Squid này đúng là không thể lường trước được. Xui thì mình xui một chút thôi, chứ sao mà mình cứ xui mãi thế. Mưa còn tạnh, còn đổ xuống cà na của ông anh thì không. Đã nghèo còn mắc cái eo. Chết mẹ mày rồi con. Xe chở hàng đông lạnh mà như này thì đồ ở trong chắc cái nịch cũng không còn. Nước tràn bờ đê tràn bà nói luôn tiền lương tháng. Đúng là đen. Cũng muốn làm việc nghiêm túc lắm mà cuộc đời đâu cho tôi lương thiện. Thôi thì chân thành chia buồn với hai ông anh. Bạn thân bảo mới báo ông bà già mua được con SH đỏ bóng. Chở đi rửa xe mới mà sao nó lạ lắm. Không biết nó muốn mời mình ăn thật hay khịa mình gầm thấp nữa. Tầm này kiếm cái lỗ chui vào, may ra mới vớt vát được tí sĩ diện. Em có làm sao? Ôi trời ơi! Tao quánh chết cha mày! Một khi anh đã bước xuống phố thì xác định luôn rằng phải gọi anh là bảnh trai. Đấy là bài hát người ta bảo thế. Chứ anh này là báo đời chứ bảnh trai cái khỉ gì. Phải tôi lại đấm cho mấy nhát. Cao thủ không bằng tranh thủ. Đúng là thời thế thế thời. Thằng nào manh thì thằng đó thắng. Kiểu này có mà cân tới lúc khoai tây nó mọc mầm cũng chưa đủ. Cà chớn một chút thì vui. Cà chớn nhiều chút thì cái cân vào mồm nha. Hả? Oh no. Á đù, trò này được này các bác ơi. Ai khiêu cũng phải gọi là tầm siêu cấp vũ trụ thì mới nghĩ ra được quả trò chơi mạo hiểm mang tính chất hài ẻ như thế này. Trượt về bước thương mơ. Rồi hai anh hứa như đang mơ. Ơi, ngày nào vẫn hoang sơ. Ai biết. Khi bạn đang làm bắp rang bơ thì nhớ ra mình có deadline. Thế là xong. Deadline thì cũng chưa làm kịp, còn bắp rang cũng còn cái nịch. Trời ơi, cái quân què gì đây bà.
Ông bà đã bảo rồi, cố quá là nó thành quá cố. Thôi thì chở thẳng ra bãi rác luôn cho nó đỡ cồng kềnh nhé. Trung thu là Tết thiếu nhi, nhưng có lẽ quả lần bá cháy bỏ cháy này đã khiến ngày này trở thành cú sốc đầu đời của mấy đứa nhóm này. Tuổi thơ êm đềm cái gì không biết, chuyến này đúng là mất mẹ tuổi thơ luôn chứ đùa. Còn miếng lương tâm nào chết liền nha. Làm tốt cả năm không ai biết, làm ẩu một buổi thì sếp lại tới thăm. Đúng là chọn ngày không bằng gặp ngày. Nhưng mà ngày su cà na kiểu này thì thôi xin được phép loại ra khỏi cuộc đời tôi. Rất là mệt mỏi với tinh thần. Nét thôi đừng nét quá. Làm thì mình làm sơ sơ, làm quá nó ố về rồi đến tiền đổ xăng cũng không còn. Chưa chắc đã ngầu đâu. Mẹ cây tươi nhờ. Chân thành cảm ơn các anh em thiện lành đã ủng hộ những video của chúng tôi. Nếu thấy video hấp dẫn thì hãy nhấn like và đừng quên nút theo dõi nếu muốn xem thêm những video thú vị như thế này nha. Mãi yêu.